Bữa nay đi theo chuyến xuống phà bến Ninh Kiều, ông anh ruột đang đi dưới kia đây quý vị bà con. Bữa nay mình làm một cái hành trình tiếp tục và để cho mọi người chúng ta tới bến Ninh Kiều. Đêm qua là nhóm mình không có đi được do ông Chiến là ông ngủ sớm. À, hello ông Chiến. Hey. Hello. Ông anh là YouTuber vậy? YouTuber hả? Tài công tên Lộc nha quý vị. Tí nữa mình sẽ giới thiệu tên của anh để mọi người tới đây anh em mình với ảnh có duyên vậy đâu, gặp nhau hú một cái gặp lần đầu, ngàn năm có một á bà con, ngàn năm là gặp lần đầu luôn ấy, gặp một cái là alo là đi luôn á anh bà con. Rồi chúng ta sẽ gặp anh Tài, anh cũng vui lắm. Trời ơi, mất tiểu rồi. Alo, ảnh tên gì quên đâu, mất tiểu. Đây yeah, mọi người này được. Đây là qua nè, đó kiềm chính này. Tí nữa xuống phà hình như có nước, mình có thể mua nước đi dưới kia mình mua mình uống. Đây là tấu mình cũng chơi đi được luôn phải không anh? Dạ tối thì mình đi dạo bán Cù Lao Cần Thơ anh. À chứ tối mình không có đi chợ nổi. À tối không đi chợ nổi, gia đình đi thẳng phía sau tàu, gia đình lên luôn phía sau. Ok rồi, đã chưa? Dạ đi nhờ chiếc này qua giùm em. À đi con lên trước đi. À, đây tên chính nè. Tao phía sau nha. Yeah, I came from United States. Ok. Thấy kiều vét thì mới. Tiếng Anh giỏi chứ. Rồi, mình sẽ xuất phát ra cái tàu ngoài kia nha mọi người. Chúng ta đi. Nói chung là cái này là cũng bất chợt chứ chưa có một cái dự định là sáng nay là mình nghĩ là đi ăn sáng uống cà phê thôi. À vô tình là gặp anh tài công tên gì quá đâu, Lộc. Ờ anh Lộc đó, anh Lộc, Lộc ngoài kia là Lộc phụ hồ, còn anh này anh Lộc phụ tèo nha mọi người. Đạo vũ. Đây cho mọi người xem một chút xíu cái cảnh không gian ở đây rất là tuyệt vời. Ai muốn lái thì lái. Mình mặc áo phao vô nha bà con, mặc áo phao vô đàng hoàng nha. Ông Chiến có nói gì không Chiến, hướng dẫn viên gì không ông Chiến? Để mặc cái áo phao đã nha mọi người, chờ một chút nha. Đây là ông Chiến, lấy ra đó, đeo áo phao đàng hoàng. Đúng vậy. Đi một vòng sông nước miền Tây cho bà con chúng ta tương hướng nha. Sáng nay chở mình vừa đi vừa về là 15 cây số đường sông. 15 cây số ha. Xong mình đang đi ra sông Hậu. Ông Chiến, gắn cho anh cái micro này anh Chiến, để anh giới thiệu, đúng rồi, gắn nhanh micro. Dạ, đúng rồi. Ok, gắn nhanh micro. Đó. Nói đi, ok. Rồi, mình có nói gì mình có thể hướng dẫn mình nói nha, ok. Rồi, dạ, em xin tự giới thiệu em đừng thấy, dạ, gọi là Tài Công, em tên Lộc. Buổi sáng này em chở gia đình mình đi chợ nổi chơi. Dạ, tôi buổi sáng này em chở mình vừa đi vừa về 15 cây số đường sông. Dạ. Dạ từ bến mình di chuyển ở chợ mình sẽ đi qua bốn cái cầu. Đầu tiên là cầu Quang Trung, cầu thứ hai là cầu Hưng Lợi, dạ cầu thứ ba là cầu Trần Hoàng Na, dạ cầu thứ tư là cầu Cái Găng là mình tới chợ. Dạ. Còn sông em đang chở gia đình đi tham quan là sông Hậu này mới là cái nhánh nhỏ thôi. À. Sông chính là nằm ngoài Cù Lao Cần Thơ và dạ bề rộng tới 3 cây số lận. Dạ. Dạ cái này mới là cái nhánh thôi. Mới cái nhánh thôi ha. Dạ. Còn cái độ sâu ở đây từ 12 đến 15 mét đó cô bác. Dạ. Các quý vị có thể nghe anh Lộc anh hướng dẫn một chút xíu ha. Rất là thú vị, sáng hôm nay chúng ta cũng tình cờ gặp nhau ở đây. Đấy. Ông Chiến, biết sao mà không có cái ghế được ngồi bà bán. Cái này là phải ghi, phải quay ra biết là tại vì... Dạ, bên ta phải là chợ cá. À, chợ cá kìa. Trải nghiệm lớn chứ đúng không? Yeah, đúng rồi, là một cái trải nghiệm rất là lớn. Đây, cho nên là ông Chiến về đây lần đầu tiên ông Chiến đi tới Cần Thơ, bến Ninh Kiều đúng không? Cho nên là đây cũng là một cái sau 75 năm về lại Việt Nam nghe lại bến Ninh Kiều. Chưa có người yêu bến Ninh Kiều không? Yeah. Không? Ở đâu? Bây giờ đang xuống. Hồi xưa
có nắng không? Có nắng kéo màn rồi cho đi 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 à, đi đi tàu Việt Nam á, à, cái đó là cái một cái tàu tàu lớn, tàu rất là lớn, à, chở là 4-5 ngàn người mà, rồi bây giờ về đây thì ở Florida đó, ông biết ở Mỹ ở tiểu bang Florida thì tương đối là cũng sông nước rất là nhiều, nhưng mà ở đây rất là thú vị, quê hương của mình. Chính rất là cảm ơn mấy cháu. Đây cũng là một cái địa điểm du lịch rất là đặc thù không? Rất là đặc thù.
xem theo nghe không nào. Rồi sáng qua chưa có ủng hộ của khách hàng cho 3 thằng kép được 300. Rồi anh hỏi hoài không ai có rồi anh xin thêm 100 đi luôn. Rồi đi về 7 giờ anh lên phụ vậy là anh kêu xíu dính xe đi nữa. Đang đi. Nhiều bây giờ ít là lý do mấy ổng ngoài đặt đánh bắt bằng điện. Dạ ít lắm rồi cô ơi, cá này nước nó ô nhiễm quá, cá này sao không được.
bên sông. Mình cũng quên tên là tí nữa hỏi anh Lập trở lại. Và cũng cái hành trình khá là dài, cả đi cả về là mười mấy cây số đó quý vị bà con. Chúng ta thấy những cái con thuyền bên kia, cái cầu này mới đang thi công ra các bạn. Đây là một trong những cái biểu tượng tiếp theo của du lịch Cần Thơ, chúng ta nhìn thấy rất là đẹp. Phía trước cũng có một chiếc tàu của một hãng du lịch nào rất là đẹp nè mọi người, chúng ta quan sát đây. Phía sau chúng ta là có mấy đoàn khách nước ngoài đến từ chắc là mình nghĩ rằng đến từ USA cũng tham quan, nhìn cái da, cái gương mặt của họ có thể là Mỹ. Dạ cậu thì kiểu mới nhìn thấy lạ, dạ trước mắt là thấy gáp bằng sắt không rồi đó. Rồi chúng ta thấy đây, cầu này đang làm cầu bằng sắt không nha quý vị. Ok, cái này của resort 5 sao. Đây là chiếc sao lời của anh Lập, là chiếc resort 5 sao. Đó. Và mai mốt là chúng ta có thể trải nghiệm một chiếc resort 5 sao rất là đẹp. Đó, du thuyền ở bên ngoài. Dạ cái chiếc này của khách sạn luôn á. Của khách sạn. Dạ 5 sao. À, chúng ta ở trong khách sạn 5 sao, họ chắc họ có cái dịch vụ này. Ok. Dạ đa số là khách nước ngoài. Dạ. Dạ tại giá nó cao quá. Giá cao. Nói về khách sạn 5 sao thì ở Việt Nam dạ, mình cũng có. Dầu nhất có đường thủy tập hóa luôn. Ồ, có tập hóa luôn nè bà con. Đường thủy rồi cửa hàng xăng dầu. Anh Lộc làm việc cái nghề này bao nhiêu năm rồi anh? Dạ mười mấy năm rồi anh. Mười mấy năm rồi hả? Dạ. Rồi gia đình, vợ con, mấy đứa con rồi? Dạ em chuẩn bị có bé trai, bé thứ ba. À ok. Dạ vợ kế hoạch. Vợ kế hoạch ha. Ba đứa. Dạ hai đứa lớn là con gái. À dạ. Dạ em có được bé trai rồi mừng quá. Ok ok. Bữa kế hoạch cũng ngon lành. Rồi chúng ta nhìn thấy bên kia sông là có một cái quán cà phê nho nhỏ. Dạ mừng quá, em cạo đầu luôn rồi. Cạo đầu hả? Cạo đầu. Dướng Phan Đình Tùng đúng không hả? Chiếc cano. Đấy, câu chuyện về anh Lộc là anh cạo đầu đó. Mọi người thấy không? Cũng thú vị đó. Có đứa con trai là anh hứa cạo đầu đó. Là phải cạo đầu. Của chiếc cano mới chạy qua đó. À. Đây là má anh nước ngoài. Sao có say sóng không? Đây em ta đó, chào này, hello. Dễ thương mọi người. Giống đúng. Này là hình như chất Pháp. Người Pháp. Sống với chiếc cano nãy á. Đi đầu nó phải lắc qua lắc lại mới thú vị. Dạ từ đây tới đó là khách nước ngoài đi chơi nhiều hơn Việt Nam. À, bắt cá. Coi nè quý vị, một chiếc thuyền nhỏ 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 thả lưới. Thả lưới rồi chiếc kia anh lặng lách quá ha. Ê, cũng lạng qua lạng lại nè nó di dưỡng không nè. Đường thủy tụi em là không nhất thiết phải chạy ra mặt giống như xe. Dạ có thể qua trái ăn gian cua gian nước chảy được. Dạ nhưng mà phải quen mới được. Chiếc này lớn ha, du thuyền ha. Đây hình như cái chiếc đó là của gia đình. Chiếc đó gia đình chở lúa. Ha ha ha.
quận, dạ bên đây là quận Cái Răng, bên đây là quận Ninh Kiều. Đây là Ninh Kiều, bên này là Cái Răng. Ok ok, quý vị. Đi du lịch sông nước từ giờ đâu có đi đâu. Sao giờ anh đang chuồng nè, trống nè, chết mấy rồi, gì hay dính lưới cá nè. Ăn tay. Dạ khách tay họ thích đi mấy chiếc đó đó. Dạ chắc bị hư máy rồi. Yeah, the you guys in the United States. Okay, if you guys have a chance to visit the Vietnam country, I'm right now in a cancer provide. In cancer, we call Ben Van Kiel, where you can enjoy the go to a little boat made by wood, not by fiber or aluminum. And you guys can enjoy here if you guys have a chance to go to Vietnam. I'm actually came from Florida, United States. Dạ, chút xíu tới đó có muốn ngồi chụp hình thì nói con bớt ra cho ngồi chụp. Thank you. Chuẩn bị lấy camera chụp hình. Ok, chuẩn bị lấy camera chụp hình. Thế là tiếng Anh nói tiếng Việt này là sao? Ông Chính nói tiếng Việt là ông Chính có cái dịp để tới Cần Thơ và được thưởng ngoạn ở trên cái du thuyền ở bến Văn Kiều. Chiếc thuyền này làm bằng gỗ, không phải làm bằng fiber plastic hay là làm bằng aluminum. Ok, thì ông Chính muốn trải nghiệm để giới thiệu cho những khách hàng, những quý vị đang ở Mỹ, nếu có dịp về thăm viếng nước Việt Nam thì quý vị sẽ ghé Cần Thơ và sẽ đi trải nghiệm trên chiếc những chiếc du thuyền này. Thôi được. Giờ chụp hình hang. Chụp hình ấy chưa? Đâu đây nè, trái cây đồ kìa. Dạ, chuẩn bị có ghe trái cây tới mời gia đình mình nè. Dạ, cứ ăn thử. Cảnh tới cảnh đây. Chiếc lại chụp hình không chứ? Chụp hình chung mẹ. Chị ngồi đây nè. Chị ngồi đây chụp hình phải không? Chị ngồi lại không sao đâu. Ok. Dạ thiệt không sao đâu. Chị có thả lỏng mình thôi. Đi anh ơi. Ok. Trái cây nè, vú sữa nè mọi người. Cái dâu, ok.
Dạ chút xíu rồi có xài sầu riêng chôm chôm. Đến đến nhờ anh Lộc chụp giùm. Lộc lại. Dạ, mở máy cho con đi con chụp cho. À, ok. Lại kia lại. Rồi cô ra đó ngồi đi. Rồi ok, gia đình mình lại ngồi ông chiến lại ngồi tại công cũng được không chứ. Hay rồi. Chứ ta không lái được luôn ha. À, rồi máy chụp đẹp quá. Máy chụp đẹp hả? Rồi cho anh ngồi đây đúng không? Rồi. Ok, đấy là anh Lộc đó mọi người, anh Lộc là anh Kim Luân Phụ. Trời ơi, à, dạ đẹp quá, thôi tới nè. Dạ dạ cái nón lên xuống. Ok, lấy cái nón ra luôn phải không? Ok, dạ. Rồi. Đúng rồi, dạ đẹp quá, cười tới nè. 2 3 chụp nè. Rồi, cảm ơn. Chụp nhiều nữa lời lại nha. Dạ. Rồi. Ok, cảm ơn anh Lộc rất là nhiều. Bây giờ chúng ta về miền Tây là có xoài nữa nè mọi người. Dạ trái cây ở đây thì gia đình cứ ăn thử, ngon ngọt thì mua. Vũ sữa bao nhiêu một ký vậy anh? Vũ sữa đây là vũ sữa gì? Dạ cái đây xài xài Úc. Đo ràng ha. Ở nhà cũng trồng mít, cũng trồng đủ sữa, cũng trồng xoài. Cảm ơn. Xoài. Rồi, mang rồi đó không? Lấy cân cho rồi. Nên mưa rồi trả giá nữa. Dạ, cô ăn chín là sống. Chín thì người ta lấy chín. Lấy má ăn chín thì ăn sống. Lấy dạng ký ngoan quả rồi cô. Dạng trái cả ký rồi đó. Không thì cứ lấy thầu lấy một trái đi, lấy cho cô hai trái đi, hai trái đi. Dạ để về mình để càng chín nó càng ngọt nha. Dạ nó ngọt có thơm. Không già cám nó ngọt. Xài Úc. Lựa trái lan láng hay già láng á? Dạ không già cám nó ngọt. Vừa già láng cho bên gì bên vừa hai láng hai già láng đó cô. Ok em chín nè. Đấy đây chợ hai trái mà chứ mày. Ok được rồi. Để qua mua gì nữa, qua mua dâu á, ngồi có mua vũ sữa ăn không? Rồi cảm ơn em nha. Đấy chợ nổi đó à, muốn chợ nổi. Rồi dạ tới nữa rồi kìa, cà phê rất nhiều. Uống không? Uống sữa nào? Uống nước không? Uống à. Hai chai nước bọt. Ông chỉ nào uống nước suối không? Lộc uống nước suối không Lộc? Uống suối hả? Dạ. Vậy uống nước suối không? Uống nước suối nha. Mình lấy Lộc nữa 4 chai nước suối, ông Chính uống không? Không uống 4 chai nước suối hả chị? Cho 4 chai nước suối. Dạ. À, có rồi, nãy ta có cho hết trái kìa. Có ai? Cô uống dừa không? Uống dừa. Tại vì chưa ăn sáng rồi, uống suối anh ơi. Chưa ăn sáng với chưa, không chưa uống dừa. Ủa dừa mất ai kêu? Anh chừng nước suối. Bao nhiêu tiền? Ok. Tại vì chưa ăn sáng. Dạ. Ok, cảm ơn nha. Đây, em mua chân Lộc rồi. Đây, có gì đâu. Dạ chưa tới cô. Chưa. 200m nữa. Tại vì chưa ăn sáng nên không có uống cái gì khác. Dạ, nước suối. Vũ sữa nhiều tí rồi à. À, cũng rẻ mà không. Thì cũng bình dân này, đúng là ông trái một tí thì vậy mua làm quà như vui.